Ngày hôm nay mình và Pita sẽ chơi một trò chơi đối kháng bắn xe tăng các bạn ạ. Mình và Pita sẽ sử dụng những chiếc xe tăng xịn sò đời mới nhất để đi thi đấu với nhau. Không biết mình hay Pita sẽ giành chiến thắng đây. Nếu các bạn cổ vũ mình chiến thắng thì hãy like video, chia sẻ video. Còn các bạn cổ vũ Pita thì hãy đăng ký kênh nha. Bây giờ thì chúng mình sẽ chọn chế độ hai người các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ chọn xe tăng số 1 này. Đấy, 1P đấy các bạn ạ. Rồi ok, chọn xe tăng này đi. Bây giờ đến lượt Lobita, chọn đi. Đấy, chéo sang bên này sẽ chọn xe tăng. Đấy. Rồi, mình sẽ chọn 2P. Rồi ok. Rồi. Chiến đấu thôi. Đấy các bạn ơi, mình đây và Pita ở bên này. Bây giờ thì mình sẽ là số 1 thì mình sẽ được bắn đầu tiên. À, cho quân hiếp bắn trước nha các bạn. Em sợ. Ngầm đi, ngầm chán nào. Bắn trúng không? Có. Đây một pha bật đầu tiên mình đã trúng rồi. Bây giờ đến lượt Pita. Nào, ngắm đi. Quân hiếp bắn chiều ấy. Yêu thì không à. Bây giờ sẽ đến mình. Đấy, mình ngắm. Bên này. Đó đấy. Rồi, từ từ. Không được chỉ. Nào, chỉ định. Rồi. Rồi. Mình xem mình đồ. Đấy, đồ các bạn ơi. Đồ khéo trượt đấy. Đâu lại trượt. Nhất. Không trúng. Vẫn mình rồi. Vẫn thấp các bạn ạ. Vẫn thấp. Vẫn góc đấy à. Đấy, cho nhấc lên một tí thôi. Trúng nè. Ui. Nope. Gần trúng các bạn ơi. Lần này ạ, mình ở trận thiên đó mở đồi cao quá nè, mở một hố mà con hiếp bắn 3 phát đi dần vào đấy thì bắn kiểu trúng vào kiểu gì rồi. Sao làm lại trượt đấy nè. Trượt thế nào mà trượt. Thôi đây này, đổi súng sang kia tia này bắn cho nó chuẩn xác. Thôi chỉnh lại à. Rồi nào đi vào băng. Khéo mà đóng băng ở đấy có mà không bắn được. Đóng băng này lây thì đóng. Nhưng mà vẫn trúng các bạn ạ. Rồi xem nào mình sẽ đi tiến lên một thêm một ít nữa. Nè tiến nà. Rồi Ui, mưa đạn, bị thất bại rồi các bạn. Rồi. Bây giờ chỉ còn hai quả đạn này thôi. Ok. Các bạn nhìn thấy mình bắn hay không á? Bắn hay không? Ôi, bắn đi đâu ơi các bạn ơi. Gần tua rồi các bạn ơi. Ôi, không biết được, chưa đến phút cuối là chưa biết các bạn ạ. Ui, các bạn thấy mình bắn ghê chưa các bạn? Nếu có một tí máu này thôi, ôi trời ơi, mình chỉ chấp một ít 3 dao đầu tiên thôi. Trò này quá là đơn giản. Đây này. Yeah. Đây, các bạn ơi, vẫn còn cơ hội cho mình. Đây, mình đi đối lại lấy cái phần quà này. Ui, các bạn ơi. Quà gì đấy? Vì ta... Pita này. Pita. Các bạn ơi, bây giờ hai đối thủ mình và Pita đều còn một viên đạn nữa là bị tiêu diệt luôn. Không biết ai sẽ là chiến thắng đây. Ý trượt đi Pita. Chắc chắn mình sẽ là người chiến thắng luôn gì. Đây bạn đi. Mình có một đoạn máu dài như này. Mình có một tí này. Bây giờ câu này bắn phát. Còn đi chết luôn. Quay lại sau luôn. Trượt rồi. Chị vuốt. Ai à? Mẹ ghê đấy. Không biết có chiến thắng không? Vẫn còn cơ hội cho mình. Vẫn còn cơ hội cho mình. Xem mình đây, chiến thắng. Chuột các bạn ơi. Thế nào? Lực nào gây cấn các bạn ơi. Mẹ nào chuột. Mẹ ơi, thua trận đầu tiên rồi.
Mình đã bắn thắng Clip nha các bạn ạ. Ôi giời ơi, mình chấp Clip 3 rào đầu tiên. Nope. Cuối cùng mình sẽ hạ Clip người giải rào thứ nhất. Tiếp tục trận chiến thứ hai. Không biết lần này mình hay Vita sẽ giành chiến thắng đây. Trận vừa rồi thì Vita đã chiến thắng các bạn ạ. Lần này mình sẽ cố gắng nha. Được rồi, bây giờ vẫn nào Clip bắn trước. Ôi giời ơi, đo cho chuẩn vào. Phát đầu tiên đã trượt rồi các bạn ơi. Ê vào đòi đi bắn nhau. Phát đầu tiên đã trượt này rồi. Rồi bắn nào. Trượt. Thấy chưa, thấy chưa? Rồi mình sẽ tiến lên. Sống lên. Lên. Ôi mắc không nên được các bạn ơi. Mắc. Mình sẽ câu rồi. Câu này trúng không? Trúng. Ui, gần chúng thôi. Chuột này. Rồi. Trời ơi. À, chuột nằm chuột thế nào. Chuột là chuột thế nào. Ta tập tiếp dưới kia rồi các bạn ơi. Ui, bây giờ mình đóng băng mình không đi được các bạn ạ. Không ngoài. Mình đã đóng băng xe tăng của con Clip nha các bạn. Vì giờ bây giờ con không ăn thua rồi. Bây giờ mình không thể đi nào lên trên được nữa các bạn ơi. Mình đã đóng băng xe con Clip đấy. Con Clip đứng im ở đây hả? Không di chuyển, không lùi, không tiến thẳng được. Nope. Còn mình sẽ vẫn được là tiến thẳng, di lùi hay. Ui giời ơi, mình phải lùi thẳng đến đây để mình bắn. Ây giời, đứng ở đấy à? Chưa. Con Clip ơi. Chưa. Thấy chưa? Ui. Thấy chưa? Rồi. Vẫn là đóng băng con Clip. Con Clip phải đứng im một chỗ rồi. Đóng băng rồi. Ui, chúa. Ui. Rồi, còn đấy các bạn ơi. Mình tưởng là cái đạn đấy nó phóng thẳng qua. Nhưng mà không phải. Cái đạn đấy phóng thẳng xa xuống đây. Quần này. Đông xuống. Đấy. Rồi. Nào. Bắn đi. Bắn à. Bùm. Trượt. Trượt. Đổi. Rất chi là nhiều đạn nhá. Đến lượt con Clip rất chi là nhiều đạn. Rất chi là nhiều đạn này. Chúng không. Sao mà xa thế. Rồi. Mình sẽ chọn đạn này để mình bắn. Chọn đạn nào. Trượt. Bắn đi. Trượt rồi. Các bạn ơi, mình ta bắn chim các bạn ạ. Chim mà. Ui, ở đằng sau các bạn ơi, có hai hộp quà nhưng mà chúng ta không thể bắn đi được. Ok, Vita nhốt ở đây rồi. Đổi Vita đi. Bắn đi. Bình tĩnh nào, chúng không. Ui, quê ông đâu các bạn ơi. Lướt qua như một cơn gió. Chúng mình không cùng đẳng cấp. Rồi. Chuột nè, đúng rồi, bay qua đường sau rồi. Ok. Lần này, đổi đạn nào. Thực thế thì bắn thế nào chúng này, được. Như này, ui, bắn kiều các bạn ạ. Con kiều nó đang đi, đúng nào, kiều ăn cỏ, con Clip bắn nó làm cái gì. Biết được, xe tăng của mình thì con Clip không bắn, con kiều. Đây này. Rồi. Một cái đường cong. Siêu cong. Để Để bắn chim. Con Clip cứ đứng ở một cái chỗ mà góc quá khó. Mình không thể bắn được. Các bạn ạ, mình không thể di chuyển được đấy. Bị đóng băng tại chỗ. Giờ không biết làm sao để đi qua chỗ này đây các bạn ạ. Bắn, câu lên. Không thể dịch lên mà cũng không thể dịch xuống được các bạn ạ. Rất là khó bắn luôn. Con Clip bắn nó vào cái chỗ này của mình rồi. Nó một số đất sâu luôn. Rồi mình vẫn cứ đã di chuyển và lùi thôi. Hết đạn rồi. Hết đạn thì cuối hết đạn. Ui. Rồi. Đấy, lại một quả rồi. Ui. Các bạn ơi. Ôi, mình không thể nào mà di chuyển được thế này. Không, các bạn ạ. Nhưng mà không sao. Wow, các bạn ơi, mình chuẩn bị chiến thắng rồi. Lại video cổ vũ mình chiến thắng nha. Sao con Clip toàn đạn con thế.
đạn đấy bao giờ? Đấy, đạn đóng băng người ta. Rồi, bắn. Rồi, trượt rồi, ok luôn. Nào, lại đến lượt mình rồi các bạn ơi. Thôi, lần này mình chiến thắng này. Mình sẽ thu gọn lại, gọn lại một tí. Được rồi, trúng này. Rồi, thấy chưa? Yeah. Chiến thắng một đều các bạn ơi. Còn nhím mà bắn mình có hai phát, cả chúng cả hai. Rồi bắn phát đạn thứ ba á, chúng bắn máu tụt một phát hết luôn. Vậy là hòa nhau các bạn ạ. Đây là trận đấu quyết định nha các bạn. Đấy, mình và quân nhím này chiến đấu trận cuối cùng. Rồi, xem nào bây giờ mình vẫn bắn đầu tiên. Đấy, một phát câu vào bita này. Câu. Thấy chưa? Wow. Đẳng cấp các bạn ơi, có kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm là chúng tôi à. Trượt này, này bắn đi. Người đang trình định người bắn. Trượt các bạn ơi. Trượt đi đâu rồi? Ui, chỉ một tí nữa thôi thì quân nhiễm cũng trúng đạn của mình thôi. Đạn quá mới đầu thì cho rất là nhiều đạn các bạn ạ. Dần dần thì bắn hết đạn luôn. Câu qua đây. Câu qua đâu? Câu vào Nobita. Ui. Gần đến các bạn ơi. Ôi, đến chúng tôi à. Xem nào, ai sẽ là người chiến thắng trong trận này đây? Trận quyết định các bạn ạ. Trận đấu cuối cùng nha. Các bạn nhớ cổ vũ mình ấy. Cổ vũ đấy. Cổ vũ à? Cổ vũ. Ui. Đang bị đóng băng rồi các bạn ơi. Đóng băng, lại đóng băng quân nhím cho đóng. Quân nhím đứng im một chỗ luôn, không di chuyển đi đâu được. Để quân nhím đỡ bắn mình. Đấy, trời ơi. Nào, bắn đi. Đây, chúc. Ui, gần đến thôi các bạn. Ui, xít nữa gần đến thôi. Chẳng đi đâu mà chúng. Đây này. Rồi, chuột. Ui, mất máu các bạn ơi. Vừa đạn đấy các bạn, hiểu không? Đấy, bắn có chiến thuật cả. Thì thế nào là được. Thôi, phải đi gần đến, hiểu không? Viên đạn này chúng ta sẽ phải đi gần đến thì mới bắn được, còn mà xa thì không bắn được các bạn ạ. Thì mình sẽ bắn này. Đấy, 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 đấy các bạn ơi. Còn mới 2 viên đạn này thôi. Thế à? Thế thì mình phải đi đến gần cú đít để mình bắn ơi. Mà đúng băng rồi các bạn đã rời đi. Rồi, hết đạn rồi, hết đi rồi. Ui, đây rồi, quả đạn mình vừa ăn được kia. Hộp thính ngái, mình sẽ bắn nha. Nào, đây rồi. Ui, đâu, phi đâu. Thẳng ở đây luôn. Phi thẳng ở đâu? Chưa. Phi thẳng ở đây. Ui. Vậy là kết quả chung cuộc, Bita giành chiến thắng các bạn ạ. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy bình luận xuống bên dưới. Mình và Bita lại tiếp tục chiến đấu trong video thứ hai các bạn nha. Và bây giờ video của chúng mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.